không gửi đâu nữa. Hey, anh hai chị Suka đang lau nhà quét nhà hơi bị giỏi nha. Hôm nay trời mưa suốt sáng giờ luôn. Anh hai có kế hoạch đi chơi. Có kế hoạch đi chơi mà không có đi chơi được, giờ ở nhà lau nhà quét nhà. Đó, chị Suka xuất sắc chưa? Nãy chị Suka với anh Khánh ăn cơm xong tự rửa chén luôn á. Anh Khánh rửa chén luôn cho ai vậy Khánh? Cho ba với cho cụ Út. Đó, quá giỏi luôn, còn xuất sắc luôn. Thì lau nhà quét nhà. Quá. Mọi người, rồi con dọn bồ. Con dọn dép luôn kìa. Quá giỏi luôn, hai bạn xuất sắc luôn, chỉ có bơ là không có xuất sắc nè, bơ là. Bơ làm gì ta? Có bơ là ăn hiếp bằng cuốn nè, đủ bằng cuốn về, bơ không có xuất sắc nè. Ê, chào bằng cuốn. Hello, hơi gì vậy? Ê, kìa. Đúng rồi. Dạ. Bơ kiếm đi móc cho ba đi. Sao vậy con? Ý bơ làm gì vậy? Thôi đừng đụng cho đó dơ. Cuốn đi ra con. Nước nó nước dơ ấy. Bơ. Xong rồi con. Rồi giỏi rồi, xuất sắc rồi. Quá xuất sắc rồi.